Giới thiệu với quý bà con cái cây giống tắc Mỹ, giống giống mới nha quý bà con. Hàng cái trái này thì khi chín nó cái trái nó cũng vàng, cái trái nó cũng màu vàng như tắc của mình nha, nhưng mà trái nó hơi dài hơn xíu. Ở trên đây có mấy cái trái non luôn nè quý bà con, mua về cái này là mình có trái ăn luôn. Cái này tắc Mỹ giống mới nha quý bà con, hàng là chuẩn đẹp nha. Trái thì nó hơi dài hơn so với tắc mình xíu và đẹp hơn. Rồi cái thịt của bên trong của nó kẹo hơn tắc mình xíu, nó rất là ngọt nha. Chua ngọt hơn tắc mình so với tắc mình nha. Rồi quý bà con cần cái cây giống như thế này, bầu như thế này nha, rễ khỏe mạnh đẹp ra tới bầu luôn, thì liên hệ trại giống Thầy Đỉnh khu vực Tân Phúc 1, phường Tân Ngân, quận Thủ Đức, thành phố Cần Thơ. Số điện thoại 0961084636. Đó, em quay cái cây chuẩn giao khách nha quý bà con. Rồi, để em quay cho quý bà con xem. Cây giống rất là đẹp luôn. Rồi, chỉ lẻ toàn quốc nha quý bà con. Cảm ơn quý bà con đã theo dõi video. Hẹn gặp lại video sau nhé.